Thằng nhỏ CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Koika. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Dragon Quest Dấu Ấn Roto, những người kế thừa cho các bạn. Chúng mình các bạn gây tập 7. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về tập truyện này nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khui siêu để xem quà tặng và những gì bên trong với tập 7 các bạn. Đối với tập 7 này, tập lẻ chúng ta sẽ được tặng kèm đó là một bó kẹt. Đây, bó kẹt màu hồng nha. Họ khá là xinh xắn các bạn. Bó kẹt khẩu to nha các bạn. To hơn lòng bàn tay và gần bằng cuốn truyện luôn, gần bằng với quái bằng nha các bạn. Đây chúng ta được một vi rơi được cán bóng nha, khá xinh xò và giống không giống như 6 tập trước. Tập này đã chuyển sang màu hồng nha các bạn. Câu chuyện là 18-13 được cán bóng nha, khá xinh xò. Đây phần mặt sau giá tiền vẫn như ngày nào là 40.000 nha các bạn, mua chiếc khấu hỏi quanh quẩn 35-36.000 nha các bạn. Đây bị keo bên trong, bị keo màu. Bên trong chúng ta sẽ cùng khám phá đây một trang màu đầu tiên và trang màu thứ hai là trang màu một luôn. Bên trong sẽ in trên giấy BB80 và toàn bộ trắng đen, không còn trang màu nào hết. Nội dung của tập 7 kể về để tìm kiếm viên ngọc nhóm Aroth đã đến làng Tedon. Tại đây họ bị kích hết bộ hạ của Ramida và Runo tấn công. Aroth và đồng đội phải trải qua trận khổ chiến với kẻ địch có khả năng hao túng sức chết, và rồi họ biết được mục đích của Anis là gì. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực, Aroth buộc phải đưa ra lựa chọn, và lựa chọn rốt cuộc ấy là sao? Tất cả sẽ có trong tập 7 này của câu chuyện về những con người được đưa đường chỉ lối. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.